Hoàng Nhật xin chào cả nhà. Hôm nay em vừa về được hai cái chiếc iRobot Roomba hàng mới tinh nguyên hộp, có mã đời cao các bạn nhé. Roomba 961. Đấy, có kết nối điện thoại cài app. Mình thú thật là em cũng chưa cài bao giờ. Các bác nào mua thì các bác về nghiên cứu giúp. Đấy, vì chủ yếu bán hàng thì nhiều khi cũng rất là nhiều hàng, cũng không có thời gian là mày mò lắm. Hai con mới tinh nguyên hộp vừa mang về, bây giờ sẽ bóc hộp ra để anh em ta cùng kiểm tra hai con iRobot Roomba mới tinh các bác nhé. Xem này, mới tinh nguyên hộp đây ạ. Đúng là hàng mới, thật sự rất là đẹp. Em cũng chưa bán con máy mới này bao giờ, nguyên ni lông các bác nhé, nguyên ni lông luôn, chưa có sử dụng. Con này nhìn đây còn có cái mắt camera này, không biết nó có tác dụng gì. Con này đây có một cái mắt camera nhé. Thực sự em cũng chưa bán con này bao giờ. Hàng mới tinh đây. Trong này bao gồm một cái tường ảo này, một đôi pin, một cái lọc rác, một cái dây cáp. Này có gì không? Không có gì. Đấy, tức là con này phụ kiện một tường ảo, một lọc rác, một dây cáp, một đốc sạc. Hàng mới tinh nguyên thùng các bác nhé. Còn tất cả mọi thứ nguyên siêu, nguyên ni lông, pin chưa rút này. Đấy, mới tinh đây này, lọc rác các thứ, mọi thứ máy mới tinh, chưa chạy các bác nhé. Em cũng không chạy thử làm gì vì nó là máy mới mà. Đấy, đây nguyên siêu luôn. Các bác nào mua về là các bác tự rút ra chạy thôi. Đây, của hãng iRobot Roomba, hai quả lăn mới, máy mới tinh nguyên hộp. Con máy nguyên hộp các bác nhé, 961, model cao cấp nhất. Ở đây là gì đây, sách hướng dẫn sử dụng các bác này, sách hướng dẫn sử dụng nhé. Một tay vừa cầm điện thoại, một tay làm việc nó cũng hơi khó. Đây, con này thì xem nào, mới quá, mới tinh, nhìn rất là thích mắt. Trên này là cái gì? Cái này là cái quai sách các bác nhé. Đây là có một mắt camera này, không biết nó dò tìm cái gì thì em cũng không sành, các bác có thể tham khảo ở trên mạng. Con 691 961 các bác nhé. Con này thì em bán là 7,5 triệu. Đấy, các bác nào có nhu cầu lấy thì các bác liên hệ với em nhé, giá 7,5 triệu. Ship hàng toàn quốc, chưa bao, không có phí ship. Chào các bác.